Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Chi Cu Mua Cu Club nha anh chị. Mình là Ngọc Lâm. Anh chị nhà đầu tư nào đầu tiên thì anh chị nhà đầu tư nhớ like và thả cho mình một quả tim nha anh chị. Một like một tim thì đều là miễn phí nha anh chị. Cố gắng tương tác giúp mình nha. Cái kênh này có quay trở lại hay không thì cần được cái sự tương tác rất mạnh của quý anh chị nhà đầu tư. Chỉ cần xem và like và thả tim nha anh chị. Anh chị nào mở tài khoản giao dịch tham gia vào những cái dòng khách hàng đồng hành cùng mình để mình lựa chọn những cái mã cổ phiếu giao dịch và đi cùng mình trong giai đoạn sắp tới thì nhớ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại phía trên màn hình. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư nha. Ok, thì về cái điểm số của chỉ số Dow Jones tối hôm qua thì anh chị nhà đầu tư khi mà mình live stream thì anh chị nhà đầu tư khá lo lắng. Thì câu chuyện của chỉ số Dow Jones thì mình nghĩ là nó là một chuyện hết sức bình thường thôi. Khả năng Dow Jones nó còn giảm thêm vài trăm điểm nữa anh chị, 200 đến 300 điểm nữa về lại những cái vùng giá cân bằng bên dưới. Tại vì cái sức giảm điểm của Dow Jones hiện tại nó vẫn còn. Thì về cái vấn đề là trước những cái phiên giao dịch gần đây thì ít anh chị nhà đầu tư để ý thì chỉ số Dow Jones. Tuy nhiên là phiên giao dịch hôm qua thị trường giằng co khá là mạnh, bắt đầu anh chị nhà đầu tư thấy sợ. Thì khi mà thị trường nó tiếp cận lại kênh giá trên này nữa thì nó chưa có rách qua được thì anh chị nhà đầu tư đang khá lo lắng. Tuy nhiên thì anh chị nhà đầu tư thấy là thị trường nó cũng đang dần đi tới những cái giai đoạn mô hình cuối cùng nha anh chị. Mình nghĩ là qua tháng 6 là thị trường nó sẽ có những chuyển biến rất mạnh nha anh chị. Nó sẽ có những cái thay đổi cũng như là những cái chuyển biến rất mạnh của thị trường của mình về cái tháng 6 này anh chị. Tháng 6 là một trong những cái tháng cực kỳ quan trọng của thị trường nha anh chị. Nó sẽ biến động rất mạnh. Thì về cái phiên giao dịch sáng nay thì anh chị nhà đầu tư sẽ thấy tiếp tục cái sự phân hóa của thị trường anh chị. Nhóm ngành nào mạnh, cổ phiếu nào mạnh thì nó cũng sẽ giữ được sắc xanh hoặc là có thể tăng mạnh tím. Còn những cái mã cổ phiếu nào mà yếu thì khả năng nó sẽ điều chỉnh về những cái vùng giá cân bằng. Hỗ trợ của thị trường trong giai đoạn này đâu đó là 1054 là hỗ trợ tương đối cứng của thị trường trong về cái mặt ngắn hạn trong giai đoạn này. Anh chị có thể kỳ vọng và chú ý vào cái vùng giá hỗ trợ 1054 nha anh chị. Khả năng nó sẽ rung lắc. Tuy nhiên cái việc lựa chọn mã cổ phiếu cũng như là nắm giữ những cái mã cổ phiếu đúng trong giai đoạn này nó sẽ đưa anh chị tới cái giai đoạn đó là chiếm được cái tỷ lệ thắng đâu đó là 60% rồi, 60%. Thì ba cái nhóm ngành chủ đạo vẫn là đầu tư công, bất động sản và chứng khoán nha anh chị. Lựa chọn lên những cái mã cổ phiếu này. Chứng khoán thì anh chị nhà đầu tư thấy nó phân hóa theo hai tầng lớp, một là tầng lớp lớn, hai là tầng lớp nhỏ. Thì anh chị thấy là nhỏ nó chạy rất là mạnh, FTS, BSI, CTS thì những mã cổ phiếu này thì nó vượt trội quá rồi. Còn những cái mã cổ phiếu lớn thì anh chị nhà đầu tư phải chậm hơn. Thì khi mà hôm qua điều chỉnh thì những cái mã cổ phiếu lớn nó bị ảnh hưởng. Tuy nhiên đi ngược vào đó thì những cái mã cổ phiếu nhỏ nó tiếp tục tăng và phá đỉnh. Thì cái quan trọng nhất ở thời điểm này là nắm giữ cổ phiếu. Và khi mà thị trường nó có những chuyển biến xấu về lại những vùng giá hỗ trợ bên dưới thì anh chị nhà đầu tư lo lắng, thì mình có một chiến lược cho quý anh chị nhà đầu tư là đầu tiên là khi mà anh chị nhà đầu tư muốn bán cổ phiếu thì anh chị nên lựa chọn những cái mã cổ phiếu nào mà có lợi nhuận anh chị bán trước, sau đó anh chị lấy cái lợi nhuận anh chị cân bên dưới. Tại vì thị trường cái biên độ này mình nghĩ nó sẽ dao động không có nhiều nha anh chị, không có nhiều. Thành ra là cái câu chuyện của anh chị nhà đầu tư là chỉ cần chốt lại sau đó xuống dưới mua cân trở lại là đẹp nhất. Tại vì giai đoạn này thì một số mã cổ phiếu của anh chị nhà đầu tư giai đoạn mua vừa rồi thì mình nghĩ là đã có lợi nhuận rồi. Còn anh chị nào mà chưa có lợi nhuận thì cố gắng tập trung vào những cái mã cổ phiếu đó và xem xét những vùng giá hỗ trợ bên dưới nha anh chị, để mình có thể tự tin và nắm giữ những cái mã cổ phiếu đó trong giai đoạn sắp tới. Còn những mã cổ phiếu nào mà có lợi nhuận là canh bán trước nếu như thị trường diễn ra những cái diễn biến, đừng để mất hết lãi nha anh chị. Tại vì giai đoạn này không chốt lãi là nó lại về âm lại, sau đó anh chị gồng thì nó lại lãi trở lại. Thành ra mình bán lại xuống dưới mình mua cân lại, cái là mình có cái vị thế tốt để mình đi lên nữa. Đó là một trong những cái mà chính sách ở trong giai đoạn này, chiến lược ở trong giai đoạn này để cho anh chị đầu tư giao dịch. Cố gắng tập trung vào những cái nhóm ngành chủ đạo của thị trường thôi. Sự phân hóa của thị trường, rung lắc của thị trường nó sẽ diễn ra những cái phiên giao dịch như thế này. Cố gắng bình tĩnh tự tin để mà có thể có những quyết định đúng đắn nha anh chị. Hỗ trợ thị trường là 1054, kháng cự của thị trường là 1074, 1075. Nếu như mà thị trường test lại sau đó nó quay lại nó vượt đỉnh này thì bắt đầu thị trường của mình vô một cái giai đoạn gọi là tăng tiếp, có thể là nó sẽ thoát khỏi cái giai đoạn đó là downtrend nha anh chị. Nếu như mà anh chị hỏi mình là thị trường khi nào thoát khỏi downtrend, thị trường thoát khỏi downtrend là giá này anh chị nó vượt qua khỏi cái main tuần, giá này nó vượt lên khỏi cái khu vực phía trên này thì bắt đầu thị trường nó sẽ qua khỏi cái giai đoạn downtrend, bước vào một xu hướng uptrend nha anh chị. Giá nó vượt qua khỏi main, đây là một trong những cái mà anh chị nhà đầu tư lưu ý cho mình nha anh chị. Giá vượt qua khỏi main này thì bắt đầu ở đây thì anh chị thấy giá nó vẫn ở trên main mà, thì cái về cái mặt dài hạn thị trường của mình đang vẫn đang trong một xu hướng tăng. Tuy nhiên về cái mặt trung hạn thì nó đang là một xu hướng down. Thì bây giờ nếu như cái mặt trung hạn mà nó qua vượt qua được ở đây thì bắt đầu thị trường vào một xu hướng uptrend, thì lúc này mới gọi là uptrend nha anh chị. Lúc này anh chị sẽ thấy mình sử dụng thuật ngữ đó là uptrend cho thị trường, thì mình chờ nó vượt qua rồi thì mình mới sử dụng. Thì qua tháng 6 khả năng rất cao thị trường nó sẽ có biến động. Bây giờ hiện tại nó đang đi tới cái mô hình cuối của chu kỳ rồi anh chị. Tập trung vào những cái nhóm ngành chính chủ đạo
và cho mình, và bình tĩnh tự tin và có những chiến lược cho hiệu quả nha anh chị. Xem xét những cái vùng giá hỗ trợ của anh chị đầu tư, hạn chế mua những cái mã cổ phiếu nó cách xa hỗ trợ quá, thì khi thị trường rung lắc điều chỉnh thì những cái mã cổ phiếu này thường nó sẽ sàn và nó sẽ về lại những vùng giá cân bằng, thì anh chị nhà đầu tư sẽ lỗ rất lớn, để khó gồng hơn tìm kiếm những cái cơ hội, những cái mã cổ phiếu gần hỗ trợ. Tập trung vào nha anh chị, chứng khoán, đầu tư công, bất động sản, đó là một trong những cái nhóm ngành ok cho quý vị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới. Ngày 25 tháng 5 này thì bắt đầu họp để mà nói về câu chuyện là hạ lãi suất cho vay. Đây là một trong những cái mà khả năng có sự tác động về phiên chiều. Cố gắng trong giai đoạn này. Chúc anh chị thành công và gặt hái thật nhiều may mắn nha anh chị. Đi cùng mình để mình có thể đồng hành với quý chị nhà đầu tư. Ok, cảm ơn. Mà mình sẽ liên tục cập nhật cho anh chị tình hình về mặt ngắn hạn trong phiên giao dịch nha anh chị. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại đầu tư. Cố gắng theo cho mình ba cái nhóm ngành chính. Ok, cảm ơn mọi người nha.